Xin chào tất cả mọi người. Lâu lắm ngày nay Tam Phạm mới làm clip. Lý do nay Tam Phạm làm clip là vì mấy ngày hôm nay trên Tam Phạm đọc ở trên mạng xã hội, xem ở trên một số các trang mạng xã hội thì thấy các thế lực thù địch ở nước ngoài, bọn phản động, bọn bao que, bọn chống cộng cực đoan, rồi thì là các thế lực thù địch muốn phá hoại đất nước chúng ta, nó đang xuyên tạc rất là nhiều về các vấn đề ở trong nước, đặc biệt là nó đang xuyên tạc về vấn đề mà gần đây chính phủ nhà nước ta đang kêu gọi cộng đồng, kêu gọi mọi người nhân dân là cùng chung tay cho quỹ vaccine phòng Covid-19 đấy. Tại vì là sao Tam Phạm lại nói rằng là rất là bức xúc cái vấn đề này đấy, thì nay Tam Phạm muốn làm cái clip này, muốn gửi cho những ai xem được clip này thì cùng chung tay với chính phủ, và đặc biệt là cùng với Tam Phạm và những người khác nữa, chúng ta hãy cùng tuyên truyền, chia sẻ cho mọi người dân, những người mà chưa hiểu, chưa biết, để hiểu biết được cái quỹ vaccine là như thế nào, mà đặc biệt là không nên tin, nên nghe theo các cái thế lực thù địch, theo các cái gì mà bọn chống phá nhà nước chúng nó đang xuyên tạc ở trên các cái trang mạng xã hội. Trước khi vào vấn đề chính thì qua clip này Tam Phạm cũng nói trước rằng là trong quá trình quay clip và đăng clip lên thì sẽ có các cô, các chú, các bác, anh, các chị, những người lớn tuổi hơn Tam Phạm xem được cái clip này. Trong cái quá trình quay clip và đăng tải clip lên có vấn đề gì nó mà không đúng hoặc chưa đầy đủ thì mong các cô, các chú, các anh, các chị, mọi người tham gia góp ý và ủng hộ Tam Phạm. Bọn thế lực thù địch ở nước ngoài, Tam Phạm nói cho nó rõ nét nhanh rằng là bọn gọi là bọn ba que, bọn chống cộng cực đoan. Tôi thấy đất nước chúng ta phát triển, đặc biệt rằng nó thấy là dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, của chính phủ ta thì nhân dân chúng ta đoàn kết một lòng. Cho nên là cái vấn đề đoàn kết này thì là nó rất là khó. Nó khó tại vì các nước mà tư bản ở nước ngoài mà nơi mà bọn ba que, bọn chống cộng đoan nó đang ở đấy, đất nước của chúng nó không làm được việc này, không làm được cho nhân dân đoàn kết một lòng, nên là chúng nó ghen ăn tức ở, chúng nó muốn tìm cách phá cái khối đại đoàn kết của nhân dân chúng ta, cho nên là chúng nó tìm đủ mọi cách để chúng nó xuyên tạc, chúng nó nói rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam rồi chính phủ Việt Nam nhiều tiền rồi thì là nhiều quỹ làm sao phải đi kêu gọi lấy tiền của nhân dân, vân vân, nó đủ các cái chiêu bài, các cái hành động, các cái lời nói bài viết để làm sao mà gây cái mâu thuẫn giữa nhân dân với lại chính phủ đấy. Những ai mà xem mạng xã hội, những ai quan tâm đến chính trị, những ai mà quan tâm đến cái vấn đề mà bọn nước ngoài, các thế lực thù địch nước ngoài, bọn ba que, bọn chống cộng cực đoan nó hay xuyên tạc, hay nói xấu với đất nước ta thì sẽ có thể hiểu và biết được rất là đơn giản, rất đơn giản nha. Nước chúng ta mùa nào quả đấy, người dân chúng ta hưởng thụ, nhưng mà bọn nước ngoài, bọn chính cục cực đoan ấy, bọn ba que ấy, thì sự kiện nào mùa nào của đất nước Việt Nam nó sẽ xuyên tạc vấn đề đó. Ví dụ như là đến vấn đề bão lũ thì nó xuyên tạc theo kiểu bão lũ, bầu cử nó xuyên tạc theo kiểu bầu cử, rồi thì là kể cả cái vấn đề đến cái mùa vải ở trong nước, quả vải thiều ấy, nó cũng xuyên tạc được vải thiều đấy, dịch bệnh nó cũng xuyên tạc được dịch bệnh. Mà bây giờ đất nước chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, chính phủ kêu gọi để thể hiện rằng đất nước chúng ta rất là đoàn kết, nhân dân một lòng ủng hộ quỹ vaccine, kêu gọi chứ không phải là chính phủ bắt buộc đâu, đúng không? Thế nhưng mà các thế lực thù địch ở nước ngoài, bọn chống cộng cực đoan nó vẫn cho rằng là chính phủ rồi thì Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta lợi dụng nhân dân, rồi thì là lấy tiền nhân dân vân vân, nó dùng đủ các loại chiêu bài, các cái lời nói không thiếu một cái gì để xuyên tạc vấn đề này đấy. Thì qua clip này Tam Phạm cũng kêu gọi mọi người, những ai xem clip này cùng chung tay
và cùng kêu gọi người thân bạn bè cùng góp cho quỹ vaccine phòng Covid-19. Tại vì là đây là kêu gọi, là cái sự không bắt buộc, nó gọi là kêu gọi mà, thì là ai giúp đỡ, ai ủng hộ, ai gây quỹ bao nhiêu thì gây quỹ, chứ đâu có phải là bắt buộc phải là mỗi một người dân bao nhiêu tiền hay là phải tương lai tiền đâu, không có. Nhưng mà trên một số cái trang mạng thì các thế lực thù địch nó đã đăng tải, nó đã viết, đã xuyên tạc về vấn đề này đấy. Lý do tại sao bọn ba que, bọn chống cộng cực đoan, bọn phản động ở nước ngoài nó xuyên tạc cái vấn đề này, tại vì nó thấy rằng toàn dân Việt Nam chúng ta đoàn kết một lòng cùng chính phủ chống Covid, nên là nó gây ăn thức ở, nó không làm được điều đó nhưng nó gây ăn thức ở. Ví do tại sao nó gây ăn thức ở, tại vì rằng là đất nước chúng nó không làm được điều đó, và đặc biệt rằng nó đang muốn phá vỡ cái khối đạo đoàn kết của nhân dân chúng ta đấy. Mọi người, những ai để ý nhá, mọi người dân chúng ta, tất cả mọi người chúng ta để ý các cái trang mạng, các cái đài phản động ở nước ngoài, cứ có một cái vấn đề gì đó ở trong nước, về một cái lễ hội hay về một cái sự kiện đó trong nước là nó sẽ xuyên tạc ngay đấy. Ví dụ như là về bão lũ thì nó sẽ xuyên tạc rằng là tại cộng sản, cho nên là bão lũ ở kia rồi, thì là đến cái vấn đề bầu cử nó cũng cho rằng là không dân chủ, không minh bạch. Nói chung là cứ có sự kiện gì đó trong nước là chúng nó sẽ xuyên tạc vào sự kiện của, mà nó sẽ lấy các cái hình ảnh, thông tin, các cái video clip mà khang quá hàng chục năm phía trước để nó xuyên tạc lại cái sự kiện bây giờ đấy. Nên cái vấn đề này thì theo như Tâm Phạm nghĩ rằng dần dần người dân chúng ta sẽ, ai đó cũng sẽ hiểu hết được cái bộ mặt thật của chúng nó đấy. Mục đích chính của chính phủ, đảng, nhà nước ta là kêu gọi dân chúng ta đoàn kết một lòng chống dịch. Đoàn kết một lòng chống dịch là không phải là cứ đoàn kết là chống dịch là phải gây quỹ, phải đóng tiền cho quỹ hay là phải bằng tiền, không phải đâu. Kêu gọi thì là cùng chung tay chống dịch này, là chấp hành đúng đủ các quy định của Bộ Y tế, các cái vấn đề về phòng chống dịch đấy. Đấy nó cũng là ở nước ngoài không làm được rồi, các thế lực thù địch nó biết rõ rằng là nước chúng nó không làm được, cho nên nó mới ghen tị đấy. Người dân chúng ta chấp hành rất là tốt về vấn đề phòng chống dịch, và bây giờ nhà nước kêu gọi chung tay ủng hộ quỹ vaccine thì chúng nó cũng xuyên tạc đấy. Tâm Phạm xem ở trên mạng xã hội, Tâm Phạm không nói cái tên của cái mạng xã hội ra, tại vì là tự nhiên là trở thành như của tuyên truyền cái trang mạng đó, nhưng Tâm Phạm không nói, mà là cái trang mạng đó là của cái bọn ba que, nó nói rằng là ở chúng nó ở bên nước Mỹ, là được chính phủ Mỹ rồi thì lãnh đạo ở bên đó người ta tiêm vaccine nó miễn phí, nó kia tất cả các thứ. Nói chung là chúng nó nói cho rằng là chúng nó không có tiền, thì Tâm Phạm cũng nói rồi, và cũng rất nhiều người dân chúng ta có thể hiểu rằng nếu ở nước Mỹ tốt đẹp, đúng không, tốt đẹp, cái gì cũng tốt đẹp thì cứ ở bên đấy thôi, đúng không, không cần phải khóc thuê Việt Nam làm gì đâu. Lý do tại sao chúng nó khóc thuê Việt Nam rất đơn giản, người Việt Nam ta có câu muốn ăn thì gắp cho người đấy. Những cái gì mà chúng nó đang kêu gọi, đang khóc thuê cho đất nước chúng ta, chính chúng nó mới là người thiếu. Nhưng ở đất nước chúng nó không dám kêu gọi đâu, chúng nó không dám khóc ở tại nữa, nó mượn Việt Nam để nó khóc thuê cho chính chúng nó đấy, chứ không có đâu. Làm gì có chuyện mà vaccine hay là tài trợ nọ tài trợ kia như chúng nó nói, không có đâu nhé. Chỉ có Việt Nam chúng ta mới là nhân văn, đúng không? Đảng lãnh đạo nhà nước Việt Nam ta rất là nhân văn, rất là vì nhân dân đấy. Mọi người có thể xem trên các trang mạng xã hội, các cái bài báo rất là nhiều, các cái trang mạng cá nhân người ta đăng tải các cái hình ảnh của các chiến sĩ công an, các chiến sĩ quân đội, những người tuyến đầu chống dịch, các y bác sĩ làm việc ngày đêm không mệt mỏi đấy. Những cái đấy thì tại sao bọn ba que chúng nó không nói gì? Tại vì chúng nó không muốn nhìn cái sự thật, chúng nó không dám công nhận cái sự thật đấy. Chúng nó chỉ có bắt được cái lỗi nào đó, nó cứ xuyên tạc đi xuyên tạc lại nó nói đấy. Và qua clip này thì Tâm Phạm cũng sẽ nhờ một người đăng lên trên YouTube
thì chắc chắn là bọn Ba Que nó xem được và nó sẽ chửi Tam Phạm rất là nhiều. Nhưng mà Tam Phạm vẫn nhắn cho cái Ba Que đôi lời như này: ở nước ngoài, nơi mà chúng mày đang sinh sống đấy, tự do dân chủ có đủ các cái quyền nọ quyền kia mà như chúng mày vẫn giao giảng, chúng mày cho là tốt đẹp, chúng mày cứ ở, đừng khóc thuê cho Việt Nam, nhân dân Việt Nam không cần, đừng khóc thuê cho Việt Nam, tại vì chúng mày là công dân của nước đó, chúng mày phải công dân Việt Nam đúng không, chúng mày khóc thuê cho Việt Nam đúng không. Đấy, qua clip này ta biết rằng là bọn Ba Que như mày sẽ chửi, nhưng mà ta vẫn cứ gửi đôi lời như mày thì đấy. Cho nên là mọi người, những ai xem được cái clip của Tam Phạm này, cũng Tam Phạm cũng chỉ góp một chút chút tiếng nói để cho những người khác, những người xem được clip này hiểu được rằng là không nên nghe, không nên tin cái bọn phản động ở trên mạng. Mục đích của chúng nó là gì? Phá hoại đất nước, phá vỡ cái khối đại đoàn kết, làm cho nhân dân, người dân chúng ta mất lòng tin vào đảng, vào chính phủ. Thế đó, cái này để làm gì? Để nước chúng ta đi vào cái con đường chiến tranh, rồi để chúng ta, đất nước chúng ta tan hoang như các nước ở Trung Đông đấy, đúng không? Đấy, cho nên là mọi người chúng ta dùng mạng xã hội, ta cần phải cảnh giác, tỉnh táo, không nên tin, không nên nghe bọn Ba Que, bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài. Đấy, những người nước ngoài, Việt kiều nước ngoài rất là nhiều người, rất là nhiều người tốt, nhưng mà lý do người ta nghĩ khác về đất nước mình là tại vì người ta chưa nhìn hết, người ta chưa thấu hiểu được đất nước, tại vì là người ta chỉ nghe một phía cái sự tuyên truyền xuyên tạc của Ba Que nước ngoài, cho nên người ta nghĩ rằng là ở Việt Nam này là lãnh đạo đảng nhà nước hành dân rồi thì là đủ các cái kiểu gọi là xuyên tạc để cho kiều bào người ta yêu nước, người ta nghĩ khác. Đấy, thêm qua clip mà Tam Phạm cũng nhắn luôn cho các kiều bào ở nước ngoài, những ai xem được clip này thì hãy nghe, hãy tin, hãy xem, hãy tiếp nhận thông tin một cách đa chiều, không nên nghe một phía bọn Ba Que, mà phải tìm hiểu thông tin ở trong nước. Cái cảm giác bắt Tam Phạm này, clip này Tam Phạm này đăng lên, các thế lực thù địch ở nước ngoài sẽ bình luận, sẽ comment, sẽ nói rằng là Tam Phạm là bưng bô cộng sản rồi thì khóc thuê cộng sản nó vứt. Tam Phạm tuyên bố rõ ràng tôi chỉ là một người dân rất là bình thường, chẳng phải quan chức, chẳng phải đảng viên gì cả nhá, tôi là người dân lao động rất là bình thường, mà tôi thấy cái bọn Ba Que, bọn chống cộng cực đoan nó xuyên tạc vào đất nước, tôi không chịu được, không chịu được. Đất nước phát triển ổn định, cuộc sống người dân ấm no hạnh phúc yên bình, mà nó cứ xuyên tạc nói như cổ là nước Việt Nam mà loạn đến nơi ấy. Đấy là cái sự ghen ăn tức ở của bọn Ba Que, chúng nó muốn đất nước chúng ta không phát triển, muốn đất nước chúng ta loạn lạc. Đấy, lý do tại vì chúng nó ở bên đây, chúng nó chỉ có như thế cho nó lừa những người hải ngoại bên đấy để chúng nó lấy tiền, lấy tiền để làm gì? Chúng nó sẽ xuyên tạc rằng là đất nước Việt Nam cần cái nọ, cần cái kia, và chúng nó cần phải giải phóng đất nước rồi thì là giúp đỡ nhân dân, nhưng thực ra nhân dân Việt Nam có cần cái bọn Ba Que giúp đỡ đâu. Chúng nó chỉ lừa bọn hải ngoại, lừa những người hải ngoại nhẹ dạ cả tin để chúng nó gom góp tiền, chúng nó ăn chơi thôi, chứ nó có giúp đỡ cho Việt Nam đâu, đúng không? Nếu mà giúp đỡ cho Việt Nam thì phải biết lắng nghe, biết tìm hiểu, chứ không phải là giúp đỡ cho Việt Nam mà xuyên tạc, đấy là hại đất nước Việt Nam rồi. Cho nên là bọn Ba Que, bọn chống cộng đoan ở ngoài, người dân Việt Nam không có ai tin đâu nhé.